Xin chào anh em đang theo dõi kênh Vinh Hành Audio. Hôm nay xin giới thiệu với anh em về ba đôi loa đến từ thương hiệu audio nổi tiếng của Anh Quốc và Nhật Bản. Những đôi loa cọc này thì anh em có thể trưng bày phòng khách rất là hay và tiếng rất là cực sang chảnh luôn. Và đầu tiên đây là đôi loa đến từ Anh Quốc. Model của nó là Audio Monitor Bronzer PR6. Thiết kế là hai loa bass 16,5 cm và loa mic cũng là 16,5 cm và loa chép của nó là 2,5 cm. Chiều cao cực cao luôn, 970 mm, và chiều ngang 200 mm, và chiều sâu của nó là 300 mm, trọng lượng lên tới là 17,4 kg một loa. Dải tần của đôi loa này rất là rộng nha, từ 32Hz cho tới 30kHz, và công suất của nó tối đa lên tới là 150W một kênh loa. Trở kháng loa là 6 ohm, độ nhạy của nó là 90 dB. Màn loa bằng vật liệu cao cấp nha, monitor audio, khung viền kim loại, tất cả đều các logo monitor audio. Thiết kế cầu loa PY. Loa về đẹp góc cạnh nha. Monitor audio Bronzer PR6. Có lưới đầy đủ nha. Đây cái lưới của nó đây, monitor audio. Rồi với đôi loa monitor audio đến từ Anh Quốc, một thương hiệu rất là nổi tiếng nha, dòng loa high-end. Và đôi loa này thì em sẽ bán với giá là 9.800.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Và tiếp theo, đôi loa đến từ thương hiệu Wayfarden. Wayfarden Diamond 9.5. Hai loa bass 165 mm, loa chép 25 mm, dải tần từ 30Hz cho tới 25 kHz, công suất là 150W một loa, trở kháng loa là 6 ohm, độ nhạy 88 dB, trọng lượng là 12 kg một loa. Chiều cao của nó là 900 mm, chiều ngang là 223 mm, chiều sâu của nó là 300 mm. Thiết kế kiểu dáng bầu dục, màn loa bằng carbon nha, mũi loa đầu đạn nè, Wayfarden, lỗ thông hơi phía sau Diamond 9.5 England 150W 6 ohm, thiết kế lỗ thông hơi rất là to, đánh cầu loa PY. Đôi loa này có lưới đầy đủ nha, vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp, một đôi loa đến từ Anh Quốc. Đôi lưới của nó đây. Và với đôi loa Wayfarden Diamond 9.5, vừa chơi hay vừa trưng bày đẹp thì em sẽ bán với giá là 5.400.000, giá không bao gồm phí vận chuyển. Và tiếp theo là đôi loa đến từ thương hiệu Onkyo Nhật Bản. Onkyo D407F. Và đôi loa này thì nó được thiết kế là sơn gỗ màu đỏ nha, không phải là dán si Onkyo. Và nó sở hữu là hai loa bass 12.7 cm và chép đơm 2,5 cm, công suất 120W, trở kháng loa 6 ohm, chiều cao của nó lên tới là 94 cm, chiều rộng 19 cm, và chiều sâu là 28 cm. Một vài góc nó bị chấp nhẹ nha,
đó là bằng sơn màu đỏ. Thiết kế lỗ thông hơi phía sau D407F120W 6 ohm. Số series liền kề 115 và 116. Và đôi lo này về nó không có lưới nha, cho nên em để một cái giá rất là tốt cho anh em chơi. Bên góc bên đây nó bằng sơn, nó dễ dàng nó bị chốc nhẹ và lớp ở bên ngoài. Và đôi lo này thì em sẽ bán với giá là 1.950.000, giá không bao gồm phí vận chuyển nha. Và như vậy là 4 đôi lo, anh em lựa chọn được đôi lo nào thì liên hệ với em theo số điện thoại 0834563852. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.